hai sáu đôi gà của anh chủ nhiệm Nguyễn Thanh Định. Ngũ tinh, một tinh đã sợ rồi còn ngũ tinh. Đúng rồi. Cái này nói thì trên nó cũng bị thừa thớt quá. Anh cầm lên máy của anh lên đây đi. Đấy ba là bây giờ đó là bây giờ cậu xem cái kèn hồng à. Đây là giò hoàng thảo ngũ tinh rất là đẹp. À, chắc chắn có giải. Hồng. Thôi thì đỡ nói này. Yeah. Cây này đẹp nhỉ. Cây này giải nhất này em. Nếu mà tay cái người chân ngắn bê ra. Đây là do hoàng thảo đùi gà học bã trầu của anh Đỗ Xuân Bóng. Chậu này chắc chắn có giải anh em nhé. Là nhất hoặc nhì gì đây. Đây ba tác phẩm đạt giải của Hội Hoa Lan Lai Châu. Cực kỳ đẹp.